cái bàn vị cho ta. Vị đó nha. Thuật này mình đợi cái 3D cho các bạn nhìn cho dễ hình dung này. Các bạn thực hành đây nha, cái này cái phần kết cấu này thực hành thôi, bởi vì nó còn chứ giờ mà mình không, các bạn không thực hành là không có làm mấy phần sau đâu. Rồi tranh thủ đó nha, tranh thủ thực hành đi.
Rồi cái bài này dựng xong chưa ta? Thì đây mấy cái cột thì nó chỉ có tiết diện thôi nha, nó cũng đơn giản. Cột vách nè. Chắc mình cho thêm 5 phút nữa nha, mình cho thêm 5 phút nữa để các bạn làm.
Rồi có bạn nào chưa dựng kịp không? Tiếp tục nha. Rồi, thì tiếp theo á là mình sẽ triển khai phần dầm sàn. Là phần dầm sàn, rồi các bạn sẽ vô cái phần mặt bằng dầm sàn này. Rồi, mình sẽ vô cái mặt bằng này, mặt bằng hầm 3. À, thực ra không có mặt bằng hầm 4, nó là mặt bằng hầm 3 á. Bởi vì chỉ có 3 tầng hầm thôi. Ở đây. Thì cái mặt bằng đây là những cái mặt bằng mà mình đã xử lý rồi nha. Mình đã xử lý rồi. Nên là các bạn chỉ cần là import thẳng cái mặt bằng này vô trong thôi. Nhớ ưu tiên là vẽ dầm trước. À, vẽ dầm trước xong rồi mới vẽ ấy. Các bạn đừng chú ý cao độ rồi nha, cao độ là cao độ cũ á. Ừ, mình cứ vô mình vẽ thôi. Rồi. Thì mình sẽ vô mặt bằng tầng 3. Rồi ok, mình sẽ đứt đi cây ra. Mình sẽ đứt đi cây ra là mặt bằng dầm sàn này. Mặt bằng dầm sàn cơ. À, mình sẽ vô insert. Insert. Rồi, import cái mình chọn import cái mình import cái mặt bằng ấy vô. Bằng dầm sàn mặt bằng hầm 3. Ok, thì khi mà chọn import một bằng á, nhớ ba ba vị ba chỗ nha, front view, mili với center to center. Rồi ok, rồi giờ không cần biết, các bạn nhớ nha, không cần biết cái vị trí này đâu, mình cái vị trí này đúng hay chưa, mình sẽ cho đi ra ngoài. Rồi, sẽ cho đi ra ngoài và cho nó vào đúng cái vị trí. Ủa, sao nó không có cái ấy ta? Coi còn một cái mặt bằng sao tự nhiên nó bị lỗi vậy. Bằng hầm 3. Thử nó bằng hầm 4 thôi. Tại vì hầm 3 nó hầm 4 hầm 5. Cái đàn móng bằng tầng 3 floor plan rồi ba
Rồi các bạn dùng đỡ cho mình cái mặt bằng này đi. Rồi các bạn inbox các bạn vẽ này nha, để mình canh cái vị trí cho các bạn. Tại vì khi làm triển khai làm vậy, mấy cái vị trí của cái này á thường xuyên bị đúng không? Thường xuyên bị lật như vậy. Mấy vị trí này mình mọi người bài tăng vị trí này ngay dòng này sơn. Rồi mấy bạn có làm được giống mình không? Có đưa nó về vị trí không? Đó thì mình sẽ, bởi vì khả năng cao nó sẽ bị mất ít clip này. Các bạn khi mà nhấp vô á, nhấp trong đây á, trong file case á, nó sẽ có cái ít clip. Đó, cái ít clip ở trong đây. Nó sẽ có một ít clip ở đây. Rồi để mình coi thử nha. Để mình coi mình thử cho đây luôn cho. Rồi nó sẽ hiện ra một cái bảng XF. Giờ coi cái mặt bằng này là mặt bằng gì. Đây. Đó. BL SB3. Rồi chọn link. Rồi ok. Apply link. Đó là ok. Rồi tắt cái bảng XF qua. Vẫn còn. Giờ từ trên xuống dưới nè, mình chọn ở đây link hết rồi. Link ok thôi. Nếu giờ không có một cách nào nữa thì mình sẽ vô đây nè, edit nè, edit in đây nè, mình vô ok đó, để mà mình xây cái này ra một cái file khác. Nó sẽ rất là rườm rà, tại vì cái đây là sử dụng cái bộ